Chào cả nhà, đây là cái dịch vụ của đánh mắt đầu tiên là chúng ta sẽ lấy thuốc nhỏ mắt nhỏ vô, sau đó dùng cái cây nó có cái đầu tròn tròn như cái hạt gạo đó, chúng ta sẽ xe xung quanh mắt à. Dịch vụ này ở Việt Nam thì có giá khoảng 2 đô la. Thời gian một mắt là bao lâu em? Tầm hơn chừng 50 phút một. Chừng 50 phút rồi cả nhà. Khi đúng như chạm vô thì cái mắt nó sẽ ứa nước. Đây là cái động tác xe, đây gọi là gì ạ? Xe mắt hay là đánh mắt? Đánh mắt cũng được mà xe cũng được không? Xe rèn nữa là người ta dùng cái sự tạo cho đã ngứa thôi. Đã ngứa, lấy rèn ra. Cái này trước em làm này em có phải học không? Học à? Đầu tiên là đánh mắt gà, mắt nước à? Sau chuyển sang người hay sao? Thẳng người luôn. À, thử trên người luôn. Cái này dễ à? Cái này dễ. Tay không run là được à? À, tay không run là được. Tay run chọc vô mắt ta. Yêu cầu cái này kỹ thuật là tay không run nhé cả nhà. Run là không làm ăn gì được á. Đó, xe quanh cái bờ mi. Mình sẽ phóng lớn lên cho cả nhà coi á. Vậy là quý vị không nên tự bắt chước à. Chừng nào có kỹ thuật tốt như các cô này thì chúng ta mới thử à. Không nên thử cái dịch vụ này. Mà cái này không biết ở Mỹ có hay không. Ở Việt Nam thì các cái tiệm tóc có khá là phổ biến. Em làm nghề này được bao nhiêu năm nhỉ? 10 năm rồi. 10 năm rồi. À, cô này 10 năm kinh nghiệm á. À. Bây giờ cô sẽ share tiếp cái mắt bên kia á. Làm này có đủ sống không em? Đủ không? À. Đó, làm này thì cũng tạm đủ kiếm sống qua ngày nhé bà con. Ở Sài Gòn thì có nhiều các cái dịch vụ làm nó không có lành mạnh, nhưng mà ở đây là làm rất là lành mạnh nhé cả nhà. Đây là thư giãn và massage đúng nghĩa. Đây là massage cho mắt mà. Đây gọi là massage cho mắt đúng không? À. Thế lần đầu em đánh mắt này em có run không? Có nha anh. À, lần đầu có run à? Tay à. Em là quê ở đâu? Gái Bến Tre. À, Bến Tre á, xứ dừa á. Đó, ai thích uống nước dừa thì... theo cô này về Bến Tre á. Đánh mắt này có ai bảo thích quá không chịu được phải dừng ngang giữa chừng không em? Có người chịu không nổi anh. À, có người chịu không nổi. Sướng quá chịu không nổi. Đúng rồi. À. Tề tôi chừng luôn. À. Đánh mắt này xong là mắt người ta nhìn rõ hơn hay mờ hơn? Rõ hơn. Rõ hơn này. À. Đó, quý vị thấy ở Việt Nam bây giờ các cái dịch vụ rất là phát triển nha. Giờ mắt cũng có các dịch vụ để chăm sóc. Ngoài doctor
chăm sóc mắt, bệnh viện mắt thì có cái dịch vụ là massage mắt hàng ngày á, mà dịch vụ này thì chưa chắc là các bác sĩ đã làm được á. Đó, cái thời gian là chúng ta bây giờ là trên 5 phút rồi. Đó. Khách thì nằm trên ghế, nhân viên thì nhẹ nhàng dùng cái cây có cái đầu tròn nhỏ thuốc nhỏ mắt vô, sau đó sẽ xe cái bờ mi trên, bờ mi dưới, và khách hàng sẽ chảy nước mắt ra, nó giống như là thông cái tuyến lệ ấy, gần giống kiểu như vậy. Rồi thôi, video clip của mình xin phép kết thúc tại đây nhé. Ai muốn thử thì hãy để lại cái comment, mình sẽ nói cái dịch vụ này có ở đâu á, không có post lên trên clip địa chỉ đâu. Cái dịch vụ này thì khách nào quen lắm thì mình mới giới thiệu thôi. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video clip kế tiếp à. Rồi, bye bye.